Đây em xin giới thiệu anh em nhé, một cái tác phẩm nu lúa cực kỳ là độc đáo nhé. Để mà có được một cái tác phẩm như này nó phải trải qua thời gian từ khoảng vài chục năm cho đến hàng trăm năm mới có được một cái tác phẩm là lúa tự nhiên mà đẹp được như thế này. Chất liệu là gỗ nu nghiến anh em nhé, nu lúa nghiến. Cái này chia làm hai phần, phần bên trên là rời, phần đấy nó là rời. Cái này có bao gồm cả lúa này, cả nu này, bên dưới cũng nu và lúa này. Còn đây nó có cả lửa cháy, đốt cháy các kiểu lung tung hết này. Khẳng định với anh em là không thể kiếm được cái thứ hai như thế này.